Xin chào tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái chủ đề về Facebook Marketing. Thì trong thời gian vừa rồi, Long nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của nhiều bạn hỏi rằng là nếu như mà kinh doanh buôn bán trên Facebook thì làm như thế nào và bắt đầu từ đâu. Và bên cạnh đó cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của nhiều bạn đã làm bên Facebook rồi, nhưng mà hỏi là tại vì sao mà làm nó chưa hiệu quả. Thì ok, hôm nay Long sẽ làm cái video chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề đó. Tuy nhiên, đây là cái chủ đề rất là nan giải, do đó Long không thể nào mà chia sẻ trong một cái video được. Và nếu như các bạn mà quan tâm về cái vấn đề này, các bạn vui lòng hãy comment bên dưới là có để mình biết, sẽ làm những cái video tiếp theo để mà hướng dẫn cho các bạn chuyên sâu hơn. Ok, thì khỏi mất thời gian của các bạn, thì chúng ta sẽ đi vào chính cái vấn đề ngày hôm nay, đó là cái video đầu tiên về chia sẻ cái cách mà kinh doanh buôn bán trên Facebook. Đầu tiên các bạn hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản Facebook. Thì để mà đăng ký, các bạn truy cập vào cái tài khoản, vào cái đường dẫn đó là facebook.com, và sau đó các bạn đăng ký. Và đăng ký ở đây các bạn sẽ có thể đăng ký bằng số điện thoại hoặc là email. Sau khi mà các bạn đăng ký xong, các bạn hãy đăng nhập vào cái tài khoản của mình. Khi mà các bạn đăng nhập vào cái tài khoản của mình thì khi đấy, tại vì là cái tài khoản mới, thì do đó là một là các bạn phải thiết lập cái giới thiệu thông tin cá nhân, là cái nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn chưa có trong danh sách bạn bè, chưa có ai cả. Do đó điều cần làm sau khi mà cài đặt thiết lập thông tin cá nhân, các bạn hãy kết bạn với lại là bạn bè, có thể là bạn bè các bạn quen biết hoặc là không quen biết. Tuy nhiên, có một điều các bạn cần lưu ý ở đây ha. Tại vì tài khoản là tài khoản mới, Facebook dạo này quét rất là mạnh, do đó các bạn hãy khỏi để mà khỏi mất thời gian của các bạn á, để xác nhận á, các bạn mỗi một ngày các bạn chỉ có kết bạn với lại là từ 4 cho đến lại là 6 người thôi ha, 4 đến 6 người bạn thôi. Các bạn lưu ý, mỗi ngày các bạn chỉ kết bạn với lại là 4 đến 6 người bạn thôi, đừng nên kết bạn nhiều quá, tại vì tài khoản của các bạn mới. Sau một thời gian khoảng cỡ là 2-3 tháng thì khi đó các bạn có thể tăng lên là kết bạn với lại là 6 đến 10 người, để khỏi bị Facebook nó quét, nó bắt các bạn xác nhận danh tính. Khi đó các bạn sẽ mất thời gian xác nhận là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn thì cứ như vậy là không xác nhận được thì khi đó sẽ bị mất ha, mất tài khoản. Rồi sau khi mà các bạn kết bạn, điều cần làm đầu tiên, các bạn kết bạn rồi ha, điều thứ hai là các bạn hãy lập cho mình một cái fanpage. Tại vì sao chúng ta lại cần một cái fanpage? Tại vì các bạn thấy rằng cái tài khoản cá nhân của các bạn, Facebook của các bạn á, thì các bạn là gì, thứ nhất cái lượng mà coi như vậy là follow, các lượng mà theo dõi thì nó có giới hạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có quảng cáo được trên cái trang cá nhân. Cái thứ ba nữa là tại vì nó là trang cá nhân, do đó nếu như các bạn mà kinh doanh, nó sẽ nó không có gọi là cảm thấy nó không có pro lắm, không cảm thấy mà nó chuyên nghiệp lắm. Và hơn nữa là trên cái tài khoản Facebook cá nhân nó rất là hạn chế nhiều thứ, ngoài cái không quảng cáo được thì nó không có tạo được cái cửa hàng, rồi là rất là tạo được những cái album sản phẩm, rồi là cửa hàng sản phẩm, những cái chương trình khuyến mãi, rồi nó rất là nhiều thứ mà chúng ta không có được, không làm được trên cái trang cá nhân. Do đó chúng ta cần phải lập một cái fanpage. Rồi thì ở đây á, các bạn để lập một cái fanpage thì các bạn rất là dễ dàng, các bạn vào đây ha. Điều này các bạn có thể là lập làm ở trên điện thoại cũng được. Rồi các bạn vào cái mục này ha, máy tính thì các bạn vào đây cái mục như cái ô ô trên đây, đó là cái menu ha. Còn nếu như mà trong cái điện thoại á, trong cái điện thoại thì các bạn sẽ vào trong cái mục sau khi mà đăng nhập trên Facebook á, thì các bạn gõ vào cái gạch gạch ba chấm á, rồi xong bắt đầu các bạn sẽ để nó sổ ra cái mục là bao gồm, nó sổ ra những cái mục là nhóm rồi là fanpage, rồi là nó rất là nhiều. Thì các bạn truy cập ở đấy rồi xong bắt đầu các bạn hãy bấm vào mục trang ha. Bấm vào mục trang thì ở đây á, các bạn sẽ thiết lập tạo cho mình một cái trang. Thì cái trang này ở đây có thể là tên sản phẩm của các bạn, hoặc thương hiệu cá nhân của các bạn, hoặc là tên công ty của các bạn, hoặc là thương hiệu sản phẩm, tùy ha. Thì ở đây á, cái tư duy ở đây cái là các bạn cần thiết lập
cái tên như thế nào. Đó. Rồi thì các bạn lưu ý rằng ha, ở cái trong cái video này Long không thể nào chia sẻ hết được. Do đó nếu các bạn quan tâm thì các bạn như mình nói, các bạn comment bên dưới có để mình sẽ làm video nó chuyên sâu hơn những cái video tiếp theo. Rồi ở đây các bạn sau khi mà tạo tên xong, cái tên này các bạn cứ tạo đi, chúng ta có thể đổi ha. Rồi sau đó các bạn bấm chọn hạng mục. Đấy, chọn hạng mục như nào, ví dụ các bạn chỉ cần gõ thôi, ví dụ đây là chẳng hạn như đây tôi sẽ gõ là nội thất giá rẻ. Cái tên này ha, cái tên trang này chúng ta có thể đặt trùng nhau được ha, chứ không có chuyện là có như vậy là không được trùng nhau, mình đặt trùng nhau ở với lại là người khác ha. Rồi cái ở đây á, rồi sau khi đặt tên xong dưới dưới đây á là cái ví dụ như đây tôi sẽ để là sản phẩm làm đẹp ha. Đấy. Ví dụ đây tôi để là sức khỏe và sắc đẹp. Đấy. Rồi, cái thứ hai nữa đây các bạn chỉ cần hạng mục các bạn chỉ cần gõ vào ví dụ như là làm đẹp chẳng hạn. Và tất nhiên cái hoặc không các bạn tích vào thì nó sẽ sổ ra ha. Hoặc đây là mỹ phẩm. Đấy. Thẩm mỹ viện này, đấy, bác sĩ này, y tế sức khỏe này. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều ha. Chúng ta ở đây chúng ta có thể là thêm những cái danh mục, thêm danh mục vào. Ví dụ đây. Đấy. Thì sau đó là cái này á, cái hạng mục này chúng ta cũng có thể chỉnh sửa, và sau đó là cái các bạn gõ cái phần mô tả ha, mô tả ví dụ là chuyên cứ như vậy là đó, ví dụ như vậy. Sau khi xong các bạn bấm tạo trang ha. Ở đây thì Long sẽ hướng dẫn nhanh thôi, nếu như mà các bạn muốn chi tiết thì các bạn thực sự ra cái này nó cũng rất dễ đó. Thì sau đó là các bạn sẽ thiết lập thêm cái ảnh đại diện này đó, thêm ảnh đại diện này, rồi ảnh bìa này đó. Ví dụ như ở đây tôi sẽ giả sử để tôi sẽ bỏ để đại cái này lên ha. Tôi sẽ bỏ đại một cái hình ảnh nào đó lên đấy. Thì ví dụ bỏ lên sau khi xong thì chúng ta sẽ bấm lưu. Đấy, các bạn bấm lưu. Đấy, các bạn bấm lưu rồi khi đó các bạn hãy tạo thiết lập cái trang cho mình ha, trang cho mình. Và để mà chuyên sâu về cái cách tạo trang á, thì Long sẽ để cái link ở bên dưới phần mô tả, các bạn có thể là xem thêm để có như vậy là để hiểu hơn về cái cách mà có như vậy là tạo và thiết lập cái fanpage ha. Rồi sau khi mà xong thì ở đây á các bạn tạo cái fanpage xong thì khi đó các bạn sẽ tiến hành cài đặt ha. Trong cái mục cài đặt đây thì trong đây nó sẽ có các mục này chung này, các thông tin trang thông tin này về trang này, rồi thông tin về trang này các bạn sẽ thiết lập này. Đó, ở đây tên người dùng này đó, các bạn có thể tạo ha. Tên người dùng lưu ý là ở đây á là không có được giống nhau, không có được giống như vậy tên của người khác luôn, nếu như mà lỡ người khác đặt tên rồi các bạn không có được đặt trùng nữa ha. Rồi ở đây á, là mình sẽ giới thiệu sơ ha, mô tả, và ở đây các bạn sẽ để thêm cái số điện thoại liên hệ, rồi có như vậy địa chỉ email, rồi có như vậy trang web, rồi vị trí ha. Rồi dưới đây là cái mẫu tab, mẫu tab thì cái này nó là cái mà hiển thị trên cái fanpage ha, hiển thị trên fanpage đây. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cái mẫu tab là cái trên đây này đó. Đấy, chúng ta muốn hiển thị cái nào thì chúng ta sẽ chỉnh sửa trong đây để cho chế độ ẩn hoặc là hiện này, thấy chưa đó. Ví dụ rồi dưới đây là thông báo, rồi tin nhắn nâng cao, rồi vai trò trên trang, cái này là để mà thiết lập thêm như vậy người khác làm quản trị, và vào đây chúng ta sẽ thấy được những cái vai trò trên trang. Ví dụ như đây là quản trị viên, chúng ta có thể thêm người khác làm quản trị viên hoặc là biên tập viên hoặc là nhà quảng cáo thì chúng ta sẽ thêm vào trong đây. Rồi còn những cái tiếp theo là người và trang khác, và
dưới đây thì nó không có quan trọng lắm. Thì cái này với lại hơn nữa là thời gian nó không cho phép. Nếu như các bạn quan tâm, Long sẽ làm những cái phần video tiếp theo chuyên sâu, hoặc là Long sẽ để cái phần dưới cái link dưới mô tả là về cái cách thiết lập trang để các bạn xem tham khảo. Rồi dưới đây nó sẽ có là những cái mục ha. Ở đây nó sẽ có cái mục mục đáng chú ý này, mục đăng chéo này, đây này. Ở đây chúng ta có thể là đăng chéo trang này ha. Thêm trang đây để đăng chéo này, và đấy, và như vậy ở đây chúng ta có thể là thiết lập tùy ha. Rồi sau khi mà chúng ta thiết lập cái fanpage xong thì các bạn hãy lưu ý rằng thì chúng ta hãy cứ như vậy cố gắng là viết cái bài đều đặn ha, bài content đều đặn. Và đây tất nhiên là cái fanpage mình mới tạo thì là nó sẽ rất là khó, không có cái đợt like nào cả đó. Do đó cái video tiếp theo Long sẽ làm là, một là để tăng like cái fanpage, cái cách tăng like, hai là cái video nữa là Long sẽ làm cái cách tạo group, cái cách mà thêm thành viên trên group, và những cái video nữa là chuyên sâu hơn. Rồi thì tóm lại sau khi mà tạo cái fanpage xong thì các bạn hãy mời bạn bè mình để thích cái trang này. Mục đích là như thế này này các bạn, là khi mà như vậy có càng nhiều người thích trang này, càng nhiều người follow quan tâm đến trang này, thì khi mà các bạn đăng một cái bài viết lên thì khi đó là những cái người đó đều về lý thuyết á, thì những người đó đều nhận được cái thông tin là về cái bài viết của mình, tức là về cái thông tin của mình. Do đó giả sử 100 người like, 100 người follow quan tâm, thì khi mà các bạn đăng lên thì khi đó 100 người người ta sẽ nhận được cái thông tin quảng bá cái sản phẩm của các bạn đó, hoặc là chương trình khuyến mãi, đúng chưa? Rất là lợi thế đúng không? Còn nếu như 1.000 thì nó sẽ là 1.000, còn nếu như là 50.000 thì 50.000 sẽ nhận được ha. Mình đang đây là đang nói lý thuyết, tuy nhiên nó về chuyên sâu nó sẽ có thuật toán, nó không thể nào mà 50, ví dụ như là 50.000 lượt follow, thì khi mà bạn đăng bài viết một cái thì không thể nào mà 50.000 cái người follow này đều nhận được cái thông tin về cái sản phẩm hay chương trình khuyến mãi được ha. Đó đấy là nó còn tùy thuộc vào cái thuật toán của cái Facebook ha. Nó khoảng cỡ là chỉ có là 50 người, sau đó là nó sẽ xoay tua thôi. Tuy nhiên thì đó là một cái mà rất là hay đúng không nào. Mình sẽ có những cái công cụ, ví dụ như quảng cáo, ví dụ như quảng cáo mà trên cái số lượng mà người ta follow á, thì cái chi phí rất là rẻ ha, và nó khá là hiệu quả, được chưa? Do đó cái công việc mình nhắc lại, công việc tiếp theo ở đây là các bạn hãy mời bạn bè, mời tất cả trên những cái nguồn lực mà có để mà tăng like ha, tăng cái lượt follow, cái lượt mà quan tâm đến cái fanpage này, được chưa? Đấy, đây là cái vấn đề về fanpage. Rồi cái vấn đề tiếp theo nữa là các bạn hãy tạo cho mình một cái group ha, tạo cho mình một cái group. Và tất nhiên ở đây á, group ở đây là group ở đây mình tạm nói là giống như kiểu là mình tạo ra một cái nhóm, một cái cộng đồng để mà quan tâm về một cái vấn đề, một cái chủ đề nào đó. Ví dụ như là mình sẽ tạo về một cái group về về sức khỏe làm đẹp chẳng hạn, thì khi mà những cái thành viên tham gia vào trong đó thì hầu hết là người ta sẽ quan tâm về vấn đề về sức khỏe làm đẹp, thì khi đó là các bạn hãy mà đăng lên một cái ha, đăng lên thì khi đấy là nó sẽ rất là đỡ ha, nhiều cái chi phí quảng cáo. Thì để tạo group thì các bạn để tạo nhóm á, các bạn hãy cũng vào đây you know ha. Điều này tương tự là khi mà trên cái điện thoại thì các bạn hãy vào trong cái mục cài đặt, rồi xong bắt đầu các bạn thấy có cái nhóm đây, các bạn thêm vào đó, và ở đây là tên nhóm, rồi xong bắt đầu quyền riêng tư. Quyền riêng tư ở đây á, thì Long chia sẻ cho các bạn một cái là gì, các bạn lưu ý có hai chế độ công khai và riêng tư. Bây giờ nếu như mà các bạn chọn chế độ riêng tư thì không thể nào mà chuyển được thành công khai, và nhưng mà ngược lại công khai chuyển lại được riêng tư, và điều ngược lại không có làm được, tức là từ riêng tư rồi thì không có chuyển thành công khai được. Rồi công khai là như thế nào? Công khai là tất cả những cái thành viên trên trong nhóm và không có mà nằm trong nhóm đều xem được cái thông tin bài viết
và tương tác được ở trên cái nhóm ha. Và cái nhóm mà riêng tư thì chỉ những cái thành viên trên nhóm, trong nhóm mới như vậy thấy và tương tác được cái bài viết trên nhóm thôi ha. Do đó các bạn cần lưu ý, và tất nhiên về kinh doanh thì các bạn nên chọn công khai, được chưa? Rồi tiếp theo đây là cái mời bạn bè, được chưa? Rồi và sau đó là các bạn bấm tạo đấy, đấy các bạn bấm tạo thôi đây. Rồi sau đó các bạn bấm tạo và tiếp theo là các bạn cũng sẽ bấm là thiết lập nhóm, được chưa? Sau đó các bạn sẽ bấm cái này đây. Tôi sẽ lấy ví dụ ha. Rồi ở đây tôi sẽ bấm tạo. Tạo thì nó cũng giống y chang như là cái fanpage ấy. Thì ở đây nó sẽ có thiết lập, ở đây các bạn sẽ có chỉnh sửa này đó, chỉnh sửa thêm cái hình ảnh này. Tuy nhiên ở đây các bạn lưu ý có cái phần cài đặt này. Cài đặt ở đây các bạn sẽ thiết lập này, cái tên này và mô tả. Lưu ý rằng các bạn ha, mô tả này á, cái tên này á, đầu tiên là cái tên, là cái tên mà nói lên cái chủ đề. Do đó các bạn cần phải lưu ý đặt tên như thế nào đó. Và tất nhiên cái tên này có thể đặt trùng tên của nhóm khác là điều thứ nhất. Cái thứ hai, cái mô tả này á, là các bạn lưu ý rằng á, mô tả này các bạn là nó sẽ liên quan đến thủ thuật SEO. Do đó các bạn hãy cố gắng là đưa cái tên ha, khéo léo đưa cái tên của nhóm hoặc là cái fanpage vào trong cái phần mô tả này, để khi mà người ta vào search trên đây này sẽ ra được cái nhóm hoặc là cái fanpage của các bạn. Rồi dưới đây á, các bạn có thể là thêm vị trí ha, thêm vị trí này, nó sẽ có vị trí này ở trong đây các bạn cần lưu ý này, nó sẽ có này. Thứ nhất là ở đây các bạn sẽ có là nó sẽ có hai cái dạng. Dạng ở đây là mình sẽ để là trang với lại cá nhân đều tham gia được, trang là trang fanpage á, còn đây là chỉ trang cá nhân, được chưa? Đó rồi sau đó là các bạn cài đặt xong thì cái điều tiếp theo là các bạn hãy mời bạn bè hoặc là mời càng nhiều người vào trong nhóm càng tốt ha, tăng cái thành viên trong nhóm. Làm sao mà cái nhóm mà mình lập ra nó sẽ tăng lên ngàn, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 và số lượng nó nhiều hơn nữa, thậm chí đến cả 100.000, 200.000 ha. Đó và các bạn biết rồi, khi mà có nhóm rồi thì khi đấy là nó sẽ rất là lợi thế. Và cái điều tiếp theo nữa, ngoài tạo cái nhóm ra xong, các bạn hãy vào tham gia cho mình với như vậy là những cái nhóm mà chủ đề mà mình muốn 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 cũng như vậy là muốn quan tâm. Một ở đây các bạn tham gia vào nhóm, và hai cái, một là về cái lĩnh vực chuyên môn. Giả sử cái nhóm tôi kinh doanh về sắc đẹp thì ở đây tôi sẽ để là gì, sắc đẹp này. Đó, do đó các bạn đầu tiên các bạn tham gia vào hai đối tượng nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm về, tức là quan tâm, tức là về cái chủ đề về những cái mà sản phẩm dịch vụ mà mình buôn bán kinh doanh. Ví dụ như tôi buôn bán về kinh doanh về sức khỏe sắc đẹp thì các bạn hãy gõ sức khỏe sắc đẹp, và sau đó các bạn hãy chọn chế độ đây này, nhóm đó, và các bạn hãy tham gia vào các nhóm trong đây. Ở đây các bạn lưu ý nó sẽ có này, số lượng thành viên này đó. Và các bạn cũng lưu ý rằng nếu như tài khoản mới ha, tài khoản mới thì các bạn cũng hạn chế chỉ có tham gia từ 3 cho đến là 6 nhóm mỗi ngày đó. Rồi sau 1 đến 2 tháng thì các bạn hãy tăng lên, là có thể tăng lên được như vậy 5 đến 10 nhóm mỗi ngày. Nếu như các bạn tham gia nhiều quá thì khi đấy tài khoản của các bạn cũng sẽ bị soi, và khi đó là có thể là sẽ bị phải xác nhận tài khoản, khi đó các bạn sẽ phải mất thời gian ha. Sau khi đây là cái đối tượng thứ nhất là mình sẽ tham gia vào cái sản phẩm dịch vụ của mình. Cái thứ hai là các bạn hãy tham gia vào cái những cái nhóm mà buôn bán kinh doanh online. Ví dụ như là các bạn sẽ gõ là mua bán chẳng hạn này đó, được chưa? Thì để các bạn tham gia vào, và tất nhiên các bạn bấm vào nhóm đây đó. Còn đối tượng thứ ba là các bạn hãy tham gia vào cái nhóm ha. Đối tượng nhóm thứ ba là các bạn tham gia vào cái nhóm ở thị trường mà các bạn cung cấp á. Ví dụ chẳng hạn
Tôi ở Vĩnh Phúc, sản phẩm của tôi chỉ cung cấp ở Vĩnh Phúc thôi, các bạn hãy gõ vào chữ Vĩnh Phúc ha. Nếu như các bạn ở Hồ Chí Minh thì các bạn hãy gõ Hồ Chí Minh. Đó, rồi nhóm xong bắt đầu các bạn cũng tham gia. Đó. Được chưa? Đây là ba đối tượng nhóm ha, ba đối tượng nhóm. Rồi, sau khi mà coi như vậy là tham gia nhóm rồi thì các bạn hãy đăng quảng cáo các sản phẩm của các bạn vào trong đó, và dĩ nhiên thì tại vì nhóm là nhóm của người ta. Đó, do đó là mình cũng sẽ bị hạn chế rất là nhiều, được chưa? Hạn chế rất là nhiều cái quyền. Rồi, cái tiếp theo nữa là Long sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách mà đăng buôn bán ha, đăng sản phẩm buôn bán trên cái chợ của Facebook. Thì để đăng buôn bán thì các bạn hãy vào đây. Và trong đây này, các bạn vào cái trang chủ của Facebook ha. Trang chủ của Facebook, và các bạn sẽ vào trong đây này, Marketplace này, được chưa? Marketplace. Các bạn sẽ bấm đăng. Đây là một cái shop online của Facebook, hay nói khác là một cái chợ của cái Facebook. Trên đấy buôn bán rất là nhiều thứ, và các bạn hãy vào bấm đăng ở đây. Sau khi mà các bạn đăng ở trong đây, vào trong cái Marketplace này, và các bạn hãy đăng, các bạn hãy vào cái tạo cái bài niêm yết mới đây. Đó. Và sau đó các bạn hãy tạo chọn cái mặt hàng cần bán, ví dụ như là xe cộ, rồi nhà, việc làm, hoặc là nhà nếu không nằm trong các danh mục này thì các bạn hãy chọn mặt hàng cần bán. Đó. Rồi sau đó các bạn hãy chọn, trong đây nó sẽ có những cái danh mục. Thì đầu tiên đây là hình ảnh, rồi cái tiêu đề, rồi giá, rồi bắt đầu hạng mục. Đấy, hạng mục sản phẩm, dịch vụ của mình là gì? Các bạn chọn. Rồi sau đó là cái tình trạng, rồi là cái phần mô tả, được chưa? Đó, và cái thẻ sản phẩm. Và dĩ nhiên Long có một cái video dành riêng chuyên về cái hướng dẫn cho các bạn làm sao mà buôn bán kinh doanh đăng coi như vậy là trên cái marketplace này nó hiệu quả. Thì cái video này Long cũng sẽ để ở cái phần dưới cái phần mô tả của cái video này, các bạn có thể xem tham khảo, được chưa? Thì đây là ba cái cách mà chúng ta khởi đầu của như vậy cái công việc mà kinh doanh buôn bán trên cái Facebook. Thì cái video hôm nay Long sẽ chia sẻ cho các bạn đến đây thôi. Thì cái phần video tiếp theo Long sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách mà làm việc trên nhóm hiệu quả, rồi cái cách mà tăng cái thành viên nhóm, rồi cái cách mà làm việc trên fanpage hiệu quả, cái cách mà tăng như vậy là được follow như vậy trên fanpage. Rồi các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh, và các bạn nhớ là bật cái chế độ chuông lên để thứ nhất là để ủng hộ Long, cũng như là để nhận được cái thông báo khi mà mình có cái video mới. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại cái phần video tiếp theo.